Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thầy sẽ chia sẻ về một bài tập tính thể tích của khối lớp 12. Đề bài như sau: cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng A, cạnh bên bằng 3A, tính thể tích V của khối chóp. Để tính được thể tích của khối chóp, chúng ta phải xác định được chiều cao. Ở đây chúng ta sẽ đi gọi O là giao điểm của hai đường chéo của đa giác đáy. Chúng ta có vì chóp là chóp tứ giác đều, cho nên SO sẽ vuông góc với mặt phẳng ABCD. Do đó thể tích của khối chóp sẽ bằng 1/3 SO mà nhân với diện tích đáy ABCD. Ta có đáy ABCD là hình vuông cạnh A, cho nên diện tích hình vuông ABCD bằng A bình. AC là đường chéo của hình vuông, sẽ bằng cạnh mà nhân với căn 2, AC bằng A căn 2. OC bằng AC chia 2 bằng A căn 2 chia 2. Tam giác SOC vuông tại O, cho nên chúng ta rút ra được SO sẽ bằng căn bậc 2 của SC bình trừ OC bình. Bằng 9A bình trừ 2A bình chia 4. Bằng căn bậc 2 của 34A bình chia 4. Do đó SO sẽ bằng A căn 34 chia 2. Chúng ta thay SO, thay diện tích hình vuông, ta được thể tích của khối chóp sẽ bằng A mũ 3 căn 34 chia cho 6. Chọn đáp án C.